Minh Hải miền Đông xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc cho các bạn có một tuần mới làm việc thật là bình an, vui khỏe và hạnh phúc, may mắn. Và tôi chân thành cảm ơn các bạn luôn đóng góp ý kiến ủng hộ kênh cho Minh Hải miền Đông. Và hôm nay tôi gửi tới mọi người với một thông tin nóng nhất vừa cập nhật. Đó là nói tới Việt Nam chúng ta đã có ca thứ 6 tử vong liên quan đến Covid-19. Và sau đây tôi xin kính mời các bạn hãy cùng lắng nghe chi tiết. Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày đầu tuần, mùng 3 tháng 8. Tôi chúc cho là các bạn luôn luôn bình an và có một tuần làm việc thật là vui vẻ và may mắn. Và ngày hôm nay tôi lại tiếp tục gửi tới các bạn với một tin là không được vui. Vì Việt Nam chúng ta đã ghi nhận thêm một ca tử vong là liên quan đến bệnh Covid-19, đó là ca thứ 6. Thưa các bạn, và tính đến là chiều ngày mùng 2 tháng 8 thì thêm 30 ca mắc mới Covid-19 tại là 6 tỉnh thành. Các bạn thấy không? Thì trong đó là ghi nhận trên địa bàn Đà Nẵng là 16 ca, Quảng Nam là 9 ca, Đắk Lắk 2 ca, Đồng Nai 1 ca, Khánh Hòa 1 và Hà Nam 1. Như vậy là có thêm 3 tỉnh là xuất hiện ca mắc, nâng tổng số là bệnh nhân tại Việt Nam là lên là 620 ca. Các bạn thấy là cái đợt 2 này là cái diễn biến rất là phức tạp, phải không các bạn? Đó, rất nhiều ca mắc trên các nhiều tỉnh thành. Hiện nay thì đã là chỉ có là trên 10 ngày thôi là bùng phát cái đợt, cái làn sóng là dịch Covid-19 thứ hai này trên đất nước Việt Nam chúng ta, thì đến nay đã có 6 tỉnh thành vướng vào là những người đã mắc là căn bệnh dịch này rồi. Nhưng điều đáng buồn hơn là đã có 6 ca tử vong liên quan đến là Covid-19. Và sau đây thì tôi kính mời các bạn hãy theo dõi chi tiết về bệnh nhân 429 tử vong vào ngày hôm qua vì suy tim cấp trên nền bệnh lý nặng và mắc là Covid-19. Vào tối ngày mùng 2 tháng 8 năm 2020, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Bộ phận thường trực đặc biệt chống Covid-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng, thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân là Covid-19. Đây là bệnh nhân số 429, bệnh nhân tử vong vì suy tim cấp trên nền bệnh lý nặng và mắc Covid-19. Bệnh nhân 429 là nữ, 53 tuổi, tiền sử là suy tim, suy thận là mãn là 5 năm, là đái tháo đường là type 2. Từ ngày 19 tháng 7 năm 2020 đến ngày 30 tháng 7 năm 2020, bệnh nhân điều trị tại khoa nội thận Bệnh viện Đà Nẵng, chạy thận là tuần 3 lần. Ngày 27 tháng 7, bệnh nhân xét nghiệm dương tính với là Covid-19 nên được chuyển sang khoa y học nhiệt đới của Bệnh viện Đà Nẵng lúc là 23 giờ là cùng ngày. Và ngày 31 tháng 7, là bệnh nhân là tỉnh thở oxy là qua kính. Và ngày mùng 1 tháng 8 là 1 giờ bệnh nhân tỉnh khó thở. Và 12 giờ 30 suy hô hấp là phải đặt nội khí là quản để cấp cứu. Và ngày mùng 2 tháng 8 9 giờ bệnh nhân lọc máu liên tục thở máy. Và 16 giờ bệnh nhân là mạch chậm, đe dọa là ngưng tim. 16 giờ 30 thì hồi sức là thất bại, bệnh nhân là tử vong. Chẩn đoán tử vong suy tim cấp, nhồi máu cơ tim, suy thận mãn, đái tháo đường, type 2 và Covid-19. Thì như vậy tính đến thời điểm là hôm qua, là ngày 2 tháng 8 á, có 6 bệnh nhân Covid-19 ở nước ta là tử vong, là người cao tuổi. Đó, từ là 50
trở lên tới là 80 mấy đó, và họ là đều là bị vướng vào là các bệnh nền, bệnh lý nặng như suy thận, ung thư máu giai đoạn cuối, không đáp ứng được hóa chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hóa đa khớp và tăng huyết áp. Thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay, khi mắc COVID-19 thì nhóm đối tượng có nguy cơ cao diễn biến tăng nặng sẽ tập trung vào nhóm người cao tuổi, trên 60 tuổi, có bệnh lý nền, tiểu đường, cao huyết áp, suy thận mãn, lọc máu chu kỳ, ung thư phổi, tắc nghẽn mãn tính, hoặc có cơ địa thể trạng béo phì suy kiệt. Và những yếu tố này sẽ dễ dẫn đến nguy cơ tăng nặng khi nhiễm COVID-19. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn là ông nói như vậy. Và phân tích cụ thể hơn về là cơ chế gây tăng nặng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho hay, nhóm người nói trên khi mắc COVID-19 sẽ suy giảm sức đề kháng, khiến lượng virus phát triển trong là cơ thể là rất là nhanh, tổn thương là cơ quan nhanh hơn so với là bệnh nhân khác. Thưa các bạn, thì những bệnh nhân mắc bệnh nền trên cơ thể thì khi mà virus COVID-19 xâm nhập thì phát triển rất là nhanh, tại vì đề kháng của họ là yếu hơn những người có sức khỏe tốt. Đó, thì đây là những thông tin rất là bổ ích. Đó, và các bạn nên cần là theo dõi hàng ngày trên báo chí. Đó, để biết thêm rất nhiều để phòng bệnh và tránh bệnh. Tại hiện nay cái làn sóng thứ hai COVID-19 là Việt Nam chúng ta nói riêng và trên thế giới nói chung là rất rất gì là phức tạp. Đó, có nhiều nước bây giờ là tăng rất là nhanh. Mỹ là hàng ngày là có hàng chục ca nhiễm, hàng chục ngàn ca nhiễm COVID-19. Đó, thì các bạn thấy không? Việt Nam chúng ta bây giờ là cũng là từ một ngày là cũng nhiễm vài chục ca. Nên đây là điều đáng lo ngại. Thì mong sao toàn dân toàn đảng, đó, làm sao mà chúng ta đồng lòng đồng sức để đẩy lùi, để ngăn chặn được cái bệnh dịch này trên đất nước của chúng ta. Vì Việt Nam của chúng ta là đang còn rất là nghèo. Đó, không có phương tiện, nó không có là được như các nước là tiên tiến trên thế giới. Nên đừng có để nó xảy ra, nó vỡ trận thì rất là nguy hiểm cho đến các tính mạng của những người dân. Đó, thì tôi cũng mong các bạn hãy luôn luôn đề cao tinh thần và trách nhiệm đối với là căn bệnh là COVID-19 hiện nay diễn ra rất là phức tạp. Và tôi chúc cho mọi người luôn luôn bình an, hạnh phúc và mạnh khỏe, may mắn. Và chúc cho các bạn có một tuần làm việc thật là thoải mái và vui vẻ. Tôi cũng cầu mong tất cả trên thế giới này sẽ đẩy lùi được cái căn bệnh đáng nguy hiểm này của năm 2020. Và tôi sẽ cố gắng ra những cái video chất lượng và cập nhật những thông tin là nóng nhất, chính xác nhất để gửi tới cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.